赞。没太干。gai mọc đây nè rồi dính luôn L5X1 rồi, right? Ok trượt ra nữa à, này bị chắc cả chục năm rồi. Rồi bây giờ là bị đau nhất là lúc nào? Dạ đau với đau lắm, ngồi nó đau với cái lưng nè à, em có làm đơn cho em? Nó kéo em có làm đơn chưa? Em phải làm cái đơn giấy cam kết. Em làm cái làm cam kết chưa? Chưa à, em phải làm cái cam kết. À, tại vì trường hợp này nặng tôi phải làm kết với lại lỡ có chuyện gì hả? Chưa làm cam đơn. Cởi chuyện mà ra đứng ra còi chết luôn. Đi bộ đội. Bộ đội thì chuyển sang tiền hóa quan. Nhưng mà trước đó bộ đội làm có làm nghề gì mà cái cuộc sống nó bị dữ vậy? Đầu tiên là coi đi công nhân. Rồi. Công nhân là đi công nhân chặt cây. Từ đó. Rồi sang cơ khí. Ừ. Ờ, ký rồi sau sang bộ đội. Nặng quá. Đi đi đây đó được. Bây giờ bác đi qua đi lại cho tôi nhìn tôi bác đi coi cái cách làm sao. Mới chích. Rồi mới chích à? Dạ. Bên tay đi là chưa chích. Đầu gối chỉ chích lưng. Chích hydro còn tăng xin á? Dạ. Bước tới đây. Rồi mọi người thấy ông đi cái tay không? Đi tay. Cái tay ông vớp nè. Bị hai cái tay nó tê. Tê qua em. Rồi ngồi đây. Rồi. Rồi biết rồi, nó bị cổ nó bị cho đó. Bây giờ có cái này. Tức là tôi chỉ giải quyết sơ thôi. Cái chính là bác là phải thực hiện. Ở đây sẽ hướng dẫn. Thì cái người hướng dẫn nói là con bác sẽ về hướng dẫn với bác cách ăn uống trở lại, rồi tập luyện hút không khí, rồi chườm đá nóng, ok? Được không? Ờ, nghe nó biết rồi. Rồi. Hôm nay đồng đội đúng không ạ? Thôi, để tôi làm cho, ông phải học lại. Rồi quay quay ngồi đứng đây. Ông này phải học lại. Tôi mà ông làm bậy bạ không? Mẹ. Học hành rồi ra là kiểu vậy. Chết luôn. Phải đi phụ ứng lại. Rồi, ra đây. Rồi, cho nằm xuống đi. Để đầu quay đi nằm nữa. Rồi, ok. Rút ra, xuống tắm rồi, rút ra. Nhớ còn là cái gì? Cố gắng, cố gắng. Đâu rồi, đau cái gì? Đau cái
Rồi, ngồi lên. Thì phải thoải mái rồi lại hết. À, mày cổ lên. Chọc gì? Chọc cái ôi. Ôi ôi. Không kịp lên. Mày phải đột sức rồi đó. Rồi, gây qua đây. Của ông là bị voi, là bị gai, là bị đồ, ông bị cái chục năm nay này. Cười. Quay lại. Alo.
chưa? Có bác sĩ chưa? Tay nó tê vẫn cứ nặng như vậy thì. Bây giờ này nó dính hết. Vì nó nguyên cả cái cục sống cổ như thế rồi. Giật hai cái đau quá. Bây giờ đỡ chưa? Bây giờ chồng đá rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là ăn uống. Thì đứa con nó sẽ về nói cho bác. Thôi xin cảm ơn. Thôi bác về nghỉ. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.